Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đầu lời. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết xin chư thiên sau khi đi hãy báo chuyện cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idang no nha ti nang hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Idang watame punyang a sa wa khayo wa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe puratimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe dakhinaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe dakhinaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe pacimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe pacimaya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe utaraya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe utaraya anudisaya sata avera sukhi hontu. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Sabbe sata avera hontu, sukhita hontu, nidukha hontu, apya pacha hontu, anicha hontu, diha yuka hontu, aroga hontu, sampati hisamichantu, sukhi atanang pariharantu, dukha patta chanit dukha, paya patta chanipaya, Soka pata chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chuyển mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con là xong phần lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới sáng nay với những phước lành mà do tạo dựng được do sự lễ bái tam bảo, con xin hồi hướng đến chư thiên hộ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư đã rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có cho con một tín hiệu. Con kính nhường mic lại cho sư và bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Mài á, Nam mô Sa Khai á. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tam Mài Dạ, Nam mô Sằng Khải Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đệ đức quốc trang, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ,
Xin chào chị Thiền Nam tiên nữ. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 408, chúng tôi xin tán thán công đức của Huynh An Trần, Thích Như Quang, Thích Chiếc La Mùa Xuân, Sư Tô Thị Phúng, Thích Nhật Quỳnh, Quỳnh Châu Phan, và quý vị trong đạo tràng đã hỗ trợ cho chúng tôi trong cái mùa Tết có được một cái mùa xuân ấm áp, rất là hoan hỷ. Và nguyện cầu hồng ân tâm bảo tùy từ gia hộ đến quý vị do cơ phước của mình đã tạo, được an vui trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 408. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatya Sawanda Mỹ Bụt Thô Mahesi Giả Răng Tát Tha Gát Thô Lô Cô Tám Mô Sắp Bá Gá Lù Huy Chệ Thác Cô Lô Cá Sá Sá Thà Chánh Lá Đầm Mắc Cô Huy Đô Quành Đà Mắc Hình Tần Ná Rắp Pù Chánh Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tôi Từng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân dường. Tham mô bát đi bồ yết tá sa sát nô lô ca nó mạnh thái sa vi na kha rô cô sáp anh nhu bút thóc bát đi phù tí sanh nhá tô hoành đà má hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh để dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sâm khô quý số thô su ca ta sa sa quá khô sê kha su ca mô quá ra thầm ma sê kha khô liền đà bá sân sa đi a na đa rô quá rô quan đà hành tầng ra phù. Cha này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thiểu pháp, phàm, nhân ai bị. Con xin lãnh lễ tăng hì, đáng cho công chúng nhớ ghi cung dưỡng. Ra tình áp tế gia tê chê, nó sẽ khà mê ê, tu quá, thanh năng ta xà bị à nút hòa quê, nó xa xà dê. Nó sẽ trả thuốc, cầu xin, tam bảo uy linh, cho con tấn hóa, thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh. Hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bích Thầy Giá phần thắng dương ơn đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học ngày hôm nay. A cấp các sằng quỳnh nhà bát ninh A cấp các sằng quỳnh nhà bát ninh A cấp các sằng quỳnh nhà bát ninh. Câu số 2. Ký rằng sách chân nó chạy lên rồi kêu nó xong. Ký rằng sách chân ú đi ra về. Ký rằng sách chân ú đi ra về. Ký rằng sách chẳng u đi ra về. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. A cát cát sằng quỳnh nhà bát ninh ghi rằng sách chẳng u đi ra về. A cát cát sằng quỳnh nhà bát ninh ghi rằng sách chẳng u đi ra về. A cát ca sằng quỳnh nhà bát ninh ghi rằng sát chân u đi ra về. Câu số 3. Dạ dạ na phi sát chê cành chi. Dạ dạ
na phi sa che căn chi ya ya na phi sa che căn chi và câu 4 ya ya na phi sa che căn chi tam hằng pru mi brahma năng ya ya na phi sa che căn chi tam hằng pru mi brahma năng ya ya na phi sa che căn chi tam hằng pru mi brahma năng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 408. Asakka sang vinya bát nin ghi rằng sát chẳng u đi ra về và gia na phi sát chê cần chi tam hằng pru brahm mát năng. Asakka sang vinya bát nin ghi rằng sát chẳng u đi ra về và gia na phi sát chê cần chi tam hằng pru mi brahm mát năng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: Akat ca sang huynh nhà bát niên ghế rằng sát chẳng u đi ra về và gia na phi sát chê cần chê tam ma hằng pru mi brahm mát năng. Asat ca sang huynh nhà bát niên ghế rằng sát chẳng u đi ra về và gia na phi sa che căn chi tam hằng pru mi brahm mát năng. Đó là giọng kinh ha. Bây giờ giọng kệ, kệ thì phải có hơi có sức, bởi vì đọc một lần hai câu. À, quý vị chú ý ha, dầu câu cuối cùng trường âm hay đoạn âm thì chúng ta giọng kệ phải đọc hai câu, chứ không nên đọc một câu một ha. Lấy hơi tiếp. Asaka sang huynh nhà ba ninh ghi răng sát chẳng u đi ra về và gia na phi sa che căn chi ta ma hăng pu mi pram ma năng. A ca ca sang huynh nhà ba ninh ghi răng sát chẳng u đi ra về và gia na phi sa che căn chi ta ma hăng pu mi pram ma năng. Thêm lần nữa ha. Akaka sang huynh nhà ba niệm ghi răng sa chân u đi ra về và gia na phi sa che căn chi ta ma hăng pru mi pram ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi à tam mô. Rồi mời Sik Meta, Sik Kim, Sik Kim Nhung, xin mời. Dạ, nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Phật cú 408. A cắt ca sang huynh nhà ba nình ghi rằng sẵn chẳng u đi ra về và gia na phi sát chê cành chi ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con xin đọc lại, nó nhảy lên. A cắt ca sang huynh nhà ba nình ghi rằng sẵn chẳng
nữa. Con đọc lại. Akakasang huynh nhà ba nình ghi rằng sắc chăng u đi ra về và gia na phi sát chê cảnh chi ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á đoạn âm cắt trường âm nhấn, cá đoạn âm xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, huynh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bá đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Con đọc lại hai câu. Á cắt cá săn huynh nhà ba ninh ghi rằng sặc chăng u đi ra về. Con phân tích câu 3 và câu 4. Gia trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, phí xá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brahm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya ya na phi sa che can chi ta ma hăng pru mi brahm ma năng. Và con đọc lại hết bài. A cắt ca sang huynh nhà ba ninh ghi rằng sắc chăng u đi ra về. Dạ dạ na phi sát chê canh chi ta ma hằng pru mi brahm ma năng. A cắt ca sang huynh nhà ba ninh ghi rằng sắc chăng u đi ra về. Dạ dạ na phi sát chê canh chi ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi là La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. A cắt ca sanh huynh nhà ba ninh ghi răng sắc chăng đi ra về. Dạ dạ na phi sa chê canh chi ta ma hăng pru mi brahm ma năng. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Chúc các quý vị có một ngày ăn vui. À, cô Mít Trà ơi, à, lần trước đó cô đọc cái câu đó, tôi nói mà tôi thấy cô hiểu lầm, hình như Hồng Thị Kim Trung hiểu lầm cái câu của tôi nói. Tôi không có nói cô đọc hụt hơi hay dở hay gì hết trơn á. Nhưng mà lúc mà cô phát âm cái chữ tà ma hăng đó, tà ma hăng đó, thì cô đọc dài thì lúc đó tôi phóng giật, tôi đang nghĩ tới chữ mà tôi coi hồi đó tôi coi phim bộ phim cải lương á, lúc mà có đoạn tà mi là tà ma quỷ quái phương nào thì ta cũng không có tha ngươi, ta sẽ chỉ tội ngươi. Nên cô đọc cái chữ tà ma hăng đó thì cô đọc như vậy, tà ma hăng đó, thì lúc đi nhớ chứ giống như cái âm mà Việt Nam á nói là tà ma quỷ quái á, hiểu không? Chứ tôi không có nói cô hết hơi rồi. Cô như vậy á, là đọc tốt lắm rồi. Với cái tuổi của cô á, nếu mà tôi bằng cái tuổi của cô, không biết lúc đó tôi có làm được những việc như cô làm như vậy không? Hay là lúc đó tôi ngồi tôi ghen, trời ơi, mệt quá, nói không ra hơi nữa. À, sao? Hả? Đại khái như vậy, chứ tôi không có nói cô đọc dở, đọc hay, cô hết hơi gì hết á.
Không có, mà lúc đó tôi nhớ cái đó thôi. Làm tôi còn nhớ là chuyện nữa, lúc mà đoàn cải lương Kim Trung á, nó hát tuồng Tiếu Ngạo Giang Hồ, thì lúc đó tôi coi chuyện rồi, thì lúc đó tôi đọc chuyện, tôi biết đọc chuyện, tôi thấy là tên của ông Nhạc Nhạc Bắc Quân. Nhưng mà trong đó tại sao người ta kêu là Nhạc Bắc Quân không vậy? Tôi nói ủa thì sao ông này cũng dịch ra có chỗ quyền sao ông để. Thì sau đó có một cuộc phỏng vấn, người phóng viên người ta cũng hỏi tại sao ông sửa tên Nhạc Bắc Quân thành Nhạc Bắc Quân. Thì ông mà viết chuyện hình như Hoa Phượng Hà Chiều, Hoa Phượng hay gì tôi quên rồi. Ông mới nói không phải, trong lúc tập tuồng á, thì lúc mà xuống giọng á, hay nói có nhiều người thay vì nói Nhạc Bắc Quân, Nhạc Bắc Quân thì thành Nhạc Mắc Quân. Đó, một đám cười luôn. Lúc mà ca quýnh quá, thay vì Bắc Quân thì nó là Mắc Quân. Thì lúc đó tôi mới hiểu, tôi mới cười bò ra. Thì đại khái là như vậy. Thì ngay cả tiếng Việt mình cũng hiểu lầm giống vậy, tùy theo cái tâm của người mà nghe họ đang nghĩ cái gì, có hiểu không? Chứ tôi không có nói cô đọc dở đọc dài vậy, kể chuyện cho vui vậy thôi, hiểu không? Đó. Nhưng mà cái tánh tôi thì cái đầu của tôi nó nghĩ giống gì là nó phóng ra liền à. Giống như sư Chí Đức nói, tôi là phải tuổi con ngựa mới đúng hơn, cái thẳng như ruột ngựa, có sao nó vậy, nghĩ sao nó vậy vậy thôi. Nhưng chứ không có gì, nếu mà quý vị có hiểu lầm nhớ xin lỗi nha, sorry nha, sám hối nha. Thôi giờ trở lại câu chuyện nha, bỏ qua hết nha. Một ngày vui vẻ, chuyện đó qua rồi, không để ý nữa ha. Bây giờ đọc ha. Con xin lỗi sư nha, con là mỏi nọ mà sư. Dạ, thôi con trả bài nha. Vui vẻ ha. Dạ, con xin thưa quý vị, tôi xin với sư là con xin trả bài Kinh Pháp Cú 408. Dạ, con xin bắt đầu để chuẩn bị một ngày để con lấy giọng. Giống cái sư ho quá, nói nhiều, sư nó khô của hầm. Đọc trước đi. Dạ, con bắt đầu à. A khắc kha sang quân nhà pha ninh ký răng sắc chẳng u đi ra về già gia nà phi sa chề khành chi ta má hằng rù mi rầm má năng. A khắc kha sang quân nhà pha ninh ký răng sắc chẳng u đi ra về già gia nà phi sa chề khành chi ta má hằng rù mi rầm má năng. Phân tích câu 1, câu 2. Dạ, mê tà dạ không sao đâu cô, không có sao chăng gì trơn á. Bây giờ là ban ngày. Á là đoạn âm, khắc là trường âm nhắn, khá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quỳnh là trường âm nhắn, nha là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2, gí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc là trường âm nhắn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. A khắc kha san quỳnh nhà pha ninh ký răng sắc chăng u đi ra dê già gia nà phi sa chê khành chi ta má hằng rù mi râm má năng. Già trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, phí xá là hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, khanh trường âm nhắn, chí đoạn âm. Trời ơi, câu tám á hằng ru mí rầm má nặng nó tới mà câu 423 hết nguyên bộ kinh pháp cú này là mới hết thấy cái dòng chữ này ha. Tá má hai đoạn âm, hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài, rồi ca kệ và hết. Và giá nà phí sa chê khành chí ta má hằng gù mi rầm má năng. A khắc khá sang quỳnh nhà phình ký răng sắc chẳng u đi ra về và giá nà phí sa chê khành chí ta má hằng gù mi rầm má năng. Đọc chậm thêm lặng đi. A khắc khá sang quỳnh nhà phá ninh ký răng sắc chẳng u đi ra về già gia nà phi sa chê khành chi ta má hằng rù mi rầm má năng. Phân tích lại câu 2 hả? Ghi đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc trường âm nhắn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Được vậy chưa sư ông? Hay là con đang ngẫm nghĩ phóng vật, con nói bậy nói bạ gì hết sư?
Không sao. Còn phân tích lại câu nào nữa không Sơn? Thay cần đọc lên nguyên bài nghe Sơn. Kỳ này đọc nhanh nha. Ghi, ghi đọc gì phải không Sơn? Ghi, ghi, ghi con cá ghi vậy không Sơn? Ghi đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Răng giống như cái răng không Sơn? Sắc trường âm nhắn. Chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ú đoạn âm. Đi trường âm thông thường. Rá đoạn âm dê dê sồm. Không phải dê, trường âm thông thường. Đúng rồi phải không Sơn? Sao Sơn không cho? Alo, 123, 123, ăn chè đi. Bây giờ nghe nè, câu số 2. Nghe rõ không? Alo, chị Kim nghe rõ không? Cái câu số 2. Câu số ai nói thế nào đây? Ghi rằng sách chẳng ú đi ra về. Chữ đi mà đọc là chữ di hả? À, chữ đá mà đọc thành là chữ giá, đâu có được. Ú đi ra về, chứ không phải là ú di hả? Nhớ chỗ này nha. Rồi cầm mic lại đi. Rồi con đọc lại nghe sư. Cảm ơn sư để con đọc lại kỳ này. Con không cười nữa. Con giật. Con nói là ú đi mà sư. Sao sư nghe thành ú di vậy sư? À, đọc lại đi. À, xin lỗi quý vị nghe. Đọc lại từ đầu nghe. Akakasang Quỳnhà Phá Ninh ghi rằng sắc chăng ú đi ra về. Ra về mà sư đúng rồi. Sao nói lời về ra về. Ghi rằng sắc chăng ú đi ra về. Ok, đọc lại nữa. Akakasang Quỳnhà Phá Ninh ghi rằng sắc chăng ú đi ra về. Và giá nà phí xa chê khành chí tá má hằng rù mi rầm má năng. Ok chưa vậy sư? Cho bàn tay đi. Chắc là cái đường truyền của sư nói cái gì đó sư, đường truyền của sư chắc nó bị mắc dịch mắc tôi rồi đó sư ơi, chứ con đọc là ú đi rái dê gõ vàng luôn vậy đó. Vậy con phân tích hết rồi, bây giờ con đọc lại một rồi con sẽ ca kể cho sư nghe nha sư. Akakasang Quỳnhà Phá Ninh ghi rằng sắc chẳng ú đi ra về. Và giá nà phí xa chê khanh chi ta ma hằng rù mi rầm ma nàng. Rồi ca kể cho sư nghe đi ha. Akakasang Quỳnhà Phá Ninh ghi rằng sắc chẳng ú đi ra về. Và giá nà phí xa chê khanh chi ta ma hằng rì rù rầm ma nàng. Akakasang Quỳnhà Phá Ninh ghi rằng sắc chẳng u đi ra về. Dài 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 na phí xa chê khanh chị ta ma hằng rù mi râm ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mắc lòng một ai, ta gọi bà La Môn. Cái này ngầu thiệt cái sư, không mắc lòng một ai hết trơn á. Đức Phật nói ít cũng bị người chỉ trích, nói nhiều cũng bị người chỉ trích, không nói cũng bị chỉ trích. Tóm lại Như Lai nói ai cũng bị chỉ trích, mà cái này không mất lòng một ai, thiệt là hay. Số một đó sư, trên đời này không có ai hết mà làm được hết trơn đó sư, mà gọi là Bà La Môn. Con hay thiệt ơi, thật thấy cái này khó làm quá à. Sư đừng cho con chè nữa sư, con cho sư uống nước chè đó. Trời ơi, bữa nay mới thấy ba cái bông hoa hướng dương vàng khèn. Bữa nay sư khỏe rồi nghe quý vị. Quý vị coi chừng nha, đọc sai là bị sư dũa đó. Con cảm ơn sư và quý vị đã cho bông hoa tùm lum tùm la nghe. Rồi mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn 408 ạ. Akakasang Quỳnhà Ba Ninh ghi rằng sách chẳng u đi ra về. Và gia na phi sa chê cành chi ta ma hằng pro mi pram ma năng.
nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Á là đoạn âm, cắt là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, win là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách, sách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. A cắt ca sằng huỳnh nhà ba niệm ghi rằng sách chẳng u đi ra dê. Câu 3 và câu 4. Gia là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí, xá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Akaka sang huynh nhà ba niệm ghi rằng sách chẳng u đi ra dê già già na phi sa chê cành chi ta ma hằng pro mi pram ma năng. Akaka sang huynh nhà ba niệm ghi rằng sách chẳng u đi ra dê già già na phi sa chê cành chi ta ma hằng pro mi pram ma năng. A các ca sang quỳnh nhà ba ninh ghi răng sách chăng u đi ra dê dạ dạ na phi sa chê canh chi ta ma hăng pro mi pram ma năng. A các ca sang quỳnh nhà ba ninh ghi răng sách chăng u đi ra dê dạ dạ na phi sa chê canh chi ta ma hăng pro mi pram ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú 408. Á cát ca sang quỳnh nhà pha ninh ghi răng sắc chăng u đi ra dê. Dạ dạ na phi sa dê cành chi tam ma hằng rù mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á đoạn âm, cát trường âm nhấn, cá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, huynh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bá đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Á cát ca sang quỳnh nhà ninh ký răng sắc chăng ú đi ra dê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Gia trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, phí xá hai đoạn âm, dê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ya ya na phi sa ye cảnh chi tam ma hằng ru mi ram ma năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 408. Akat ca sang huynh nhà pha ninh ghi răng sắc chăng u đi ra dê và cha na phi sa dê cành chi tâm ma hằng ru mi rầm ma năng. Akat ca sang huynh nhà pha ninh ghi răng sắc chăng u đi ra dê Ya ya na phi sa ye canh chi ta ma hăng ru mi ram ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khế. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Tràng, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả lời. Akat ca sằng huỳnh nhà ba nình duy rằng sắc chẳng u đi ra về và gia nà phi sa về cành chi ta ma hằng bù mi bram ma năng. Akat ca sằng huỳnh nhà ba nình chi rằng sắc chẳng u đi ra về. Á là đoạn âm, các là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, huỳnh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bá đoạn âm, ninh trường âm đọc theo dạng nguyên âm, chí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Sắc là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Akat ca sằng huỳnh nhà ba nình chi rằng sắc trăng u đi ra dê. Con xin phân tích câu 3-4. Gia trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, phí đoạn phí xá là hai đoạn âm, dê trường âm thông thường, căn trường âm nhấn, chí đoạn âm, chí tá má là ba đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên. Dạ, con xin đọc lại câu 3-4. Ya ya na phi sa ye cành chi ta ma hằng bù mi bram ma năng. Akin nhà ba nình chi răng sắc chẳng u đi ra ye. Ya ya ra phi sa ya 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 na phi sa ye cành chi ta ma hằng bù mi bram ma năng. Con xin đọc. Akat ca sằng huỳnh nhà ba nình chi rằng sắc chẳng u đi ra về. Ya ya na phi sắc ya ya na phi sa về cành chi ta ma hằng bù mi bram ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Akat ca sằng huỳnh nhà ba nình chi răng sắc chẳng u đi ra về. Ya ya na phi sa che canh chi ta ma hăng bu mi bram ma nam. Dạ, con có sai, xin sư và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin mời người kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 408. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Akat ca sằng huỳnh nhà ba nình chi rằng sắc chẳng u đi ra về. Dạ.
Ya na ti sa ye cần chi tâm ma hằng vô mi phẩm ma năng. Là xin phân tích câu 1 và câu 2. Akakat sang vinh nhà ta nhìn chi rằng sắc chăng u đi ra ye. Á là đoạn âm, cá là trường âm, cắt là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, sang là trường âm đặc cơ giọng nguyên âm, vinh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, tá đoạn âm, nhưng trường âm đặc cơ giọng nguyên âm, chí đoạn âm, răng trường âm đặc cơ giọng nguyên âm, sách trường âm nhấn, chăng trường âm đặc cơ giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, lá đoạn âm, dê trường âm thông thường, á cắt cắt sàng dùng nhà ta mừng chi rằng sách chẳng ú đi ra về. Là con xin phân tích câu 3 và câu 4. Và gia nà phí sách về cần chi tâm ma hằng cù ngư cầm ma nặng. Gia là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí xá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đặc cơ giọng nguyên âm, rôm trường âm thông thường, mứ đoạn âm, rôm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm theo giọng nguyên âm, nhà gia nà phí sách chừa cần chi tâm ma hằng cù mi cầm ma năng. Dạ con xin đọc lại câu 408. Dạ con xin phân tích ạ. Gia trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, chí xá hai đoạn âm, dê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đặc cơ giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, trăm trường âm nhấn, ná đoạn âm, năng trường âm đặc cơ giọng nguyên âm. Dạ xin đọc lại ạ. A cắt cắt sang nguyên nhà ta nhìn chi rằng sách chẳng u đi ra về. Và giá nà phí sách về cành chi tâm ma hằng vô mi cầm ma năng. A cắt cắt sang nguyên nhà ta nhìn chi rằng sách chẳng u đi ra về. Và giá nà phí sách về cành chi tâm ma hằng vô mi cầm ma năng. Dạ con xin đọc kệ. A cắt cắt sang nguyên nhà ta nhìn chỉ rằng sắc chẳng u đi ra về. Gia gia ra phí xa chú canh chú ta mang vô nhị phẩm ma năng. A ca ca sang nguyên nhà ba mình chỉ rằng sắc chẳng u đi ra về. Gia gia ra phí xa chú canh chú ta mang vô nhị phẩm ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã phân tích và đọc kệ xong, có gì sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin viết cho việc kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Nhà Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc. Akat kasang winya panin kit rang sat chang uti ra ye ya yana pi sa che khan chi tamahang brum mi brahmanang. Akat kasang winya panin kit rang sat chang uti ra ye và già giá nà già giá nà phi xà chề khẩn chí tam hằng rùng mi rầm ma nằng. Dạ con xin phép được phân tích. Đoạn âm khắc trường âm nhấn khá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm win trường âm nhấn nha trường âm thông thường tá đoạn âm min trường âm đọc theo giọng nguyên âm ghi đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn chân trường âm đọc theo giọng nguyên âm ứ đoạn âm đi trường âm thông thường rá đoạn âm dê trường âm thông thường gia trường âm thông thường giá đoạn âm na trường âm thông thường phí đoạn âm sát
đoạn âm chê trường âm thông thường canh thanh canh trường âm nhấn chí đoạn âm tá tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bru trường âm nhấn mí đoạn âm xin lỗi bru trường âm thông thường mí đoạn âm brum trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm akat kasang winya parim ki rang sat chang u di ra ye ya 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 na phi sa che khan chi tam hằng bum mi brahma năng nói lên lời ôn hòa lợi ích và chân thật không mất lòng một ai ta gọi là bà la môn của hòa thượng Thích Minh Châu akat kasang winya parim rang san chang udiraye yayana phi sa che khan chi tamahang brummi brahmanang. Thưa con kính đảnh lễ, con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời tịnh tâm. Dạ con xin cảm ơn. Dạ nam mô Bụt tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sằng khà giá. Dạ con đảnh, con kính đảnh lễ ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hành, và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 408. A cách ca sằng quý quỳnh nhà ba mình ghi rằng sắp chẳng u đi ra về và giá nà phía xa chề cành chi ta ma hằng rù mi rầm má nằng a cách cha sành mình nhà ba mi tan u đi ra về và giá nà phía xa chề chi ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 ạ. A cách ca sằng quỳnh nhà ba nình ghi rằng sắc chằng u đi ra về. A cách ca sằng quỳnh nhà ba nình ghi rằng sắc chằng u đi ra về. Dạ con xin phân tích ạ. A là đoạn âm, cách là trường âm nhấn, khả là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, huynh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bả là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rã là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc số 3 và câu số 4. Dạ giá nà phí sa chề cành chí tá má hằng rù mi rầm má nằng. Dạ giá nà phí sa chề cành chí tá má hằng rù mi rầm má nằng. Dạ gia là trường âm thông thường, giả là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A cắt cá sằng mình nhà bá nình ghi rằng sắc chằng u đì rã về giá già giá nà phi sa chề cành chi ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Nổi lên lời ôn hòa lợi ích và chân thật không mất lòng một ai ta gọi bà la môn. Và hôm nay con cũng bệnh nên con xin phép con xin không có kệ ạ. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài
và cũng con kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ, nếu con có sai ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng và con xin xuống mít. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ba Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Tự Duy, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cũng sám hối với cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ là nước của cô nhiều khi vô sao nằm ở dưới, con không có kéo xuống để mà con chào cô nhiều lần. Dạ, dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ bi và âm thanh rõ. Dạ hôm nay con xin đọc và phân tích câu pháp cú số dạ cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Dạ câu pháp cú số 408. Akasang vinya panin chi rằng sắc chẳng u đi ra về và ya na phi sa chi cần chi tâm hằng phù mi brahma năng akak ca sằng vinh nhà ba niên ghi rằng sắc chẳng u đi ra về và gia na và gia na phi sa chề cành chi tham hằng phù mi brahma năng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Akak ca sằng vinh nhà ba niên ghi rằng sắc chẳng u đi ra về. Và câu số 1, á là đoạn âm, các là trường âm nhớn, cá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, win là trường âm nhớn, nha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, nin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3, ghí là đoạn, câu số 2, ghí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc là trường âm nhớn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Và gia na phi sa chê canh chi tham hằng rù mi brahm ma năng. Và câu số 3. Gia là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, anh là trường âm nhớn, chí là đoạn âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhớn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya ya na phi sa che can chi tham hằng phù mi brahm ma năng. Và con xin đọc lại bốn câu. Akak ka sang vin nya ba nin ghi rằng sắc chẳng u đi ra về. Ya ya na phi sa che can chi tham hằng phù mi brahm ma năng. Akak ca sằng vinh nhà ba niên ghi rằng sắc chẳng u đi ra về. Và gia na phi sa chê càng chi ta ma hòn cù mi brahm ma năng. Và con xin kể câu pháp cú 408. Akak ca sằng vinh nhà ba niên ghi rằng sắc chẳng u đi ra về. Ya ya ni phi sa che can chi ta mang pru mi brahma nam akang ka sang vinya ba nin ghi rang sa chang u đi ra về. Ya ya na phi sa che can chi ta ma hang pu mi brahma nam
ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản chuyển ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lỗi giùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất nhiều và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài. Bây giờ niệm từ xin mời bàn tay có liên sức Trần Phụng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, không biết có làm tiếng không ạ? Dạ, cho con đánh lỡ quý sư, quý cô tu nữ. Con thấy mấy cô đọc hay quá mà con không biết đọc, cho nên cho con tập tành đọc theo ạ. Để con coi bài. Akaka sang vinh nhà ba nìn ghi rằng sắc chân u đi ra về và gia nà phi sa chê càn chi ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Akaka sang vinh nhà ba nìn ghi rằng sắc chân u đi ra về và gia nà phi sa chê càn chi ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Nói lên lời hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Dạ, con không biết phân tích âm, con cũng biết có đọc có sai không nữa. Dạ, con xin quý sư chỉnh sửa cho con ạ. Con dừng mic. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý bà và quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kệ số 408. A-ca-ca-sam-vi-nya-pa-nim-ki-ra-ng-sak-chang-u-di-ra-ye và gia nạp phi xa hề cành trì tà ma hằng phù mi prạc ma nặng. Dạ, con xin tác hai câu đầu. Akka kha sang vi nhà ba ninh ghe rằng sắc chàng u đi ra dê á là đoạn âm. Khác là chuẩn âm nhấn, khá là đoạn âm, sang là chuẩn âm đọc theo giọng nguyên âm. Win là chuẩn âm nhấn, nha là chuẩn âm thông thường, á là đoạn âm, ninh là chuẩn âm đọc theo giọng nguyên âm, ghía răng, ghía là đoạn âm, răng là chuẩn âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc trăng. Khác là chuẩn âm nhấn căng, trăng là chuẩn âm đọc theo giọng nguyên âm, u đi u là đoạn âm, đi là chuẩn âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là chuẩn âm thông thường. Con xin đọc và phân tách hai câu 3 và 4. Và gia nạp phi xá hề thành trì ta má hằng phù mi prạch má năng. Gia là chuẩn âm thông thường, giá là chuẩn âm là đoạn âm, na là chuẩn âm thông thường, phí là đoạn âm, xá hề là đoạn âm và chuẩn âm thông thường, chân là chuẩn âm nhấn, trí là đoạn âm. Ta má hằng, ta má là đoạn âm,
là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru mí, pru là trường âm, mí là đoạn âm, pram manang, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin kệ ạ. Akakasang vinya anin yarang sacchang udiranye yaya yaya nafi sahe kanti tamahang prumi pramanang. Nói nên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Và con xin hết ạ, và con xin xin ngài bà đạo tràng chỉ dẫn cho con, và con xin mời quý vị các khác ạ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Sau nay con xin đọc câu Pháp Cú 408. Akakasang vinya banin ghi rằng sách chẳng u đi ra về ra về và giá na phía xa về càn chi ta ta ma hằng ru mi rầm ma nằng a các ca sằng vinh nhà ba nhìn ghi rằng sách chẳng u đi ra về và giá na phía xa về càn chi ta ma hằng ru mi rầm ma nằng a các ca sằng vinh nhà ba nhìn ghi rằng sách chăng á là đoạn âm, các là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, nhìn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Dà giá nà phí, dà giá nà phí xá dê càn chí tá má hằng rù mí rầm má năng. Dà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, xá giá xá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, can chê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và giá na phí xá chê càn chí tá má hằng rù mí rầm má năng. A các ca sằng vinh nhà ban nhìn ghi rằng sách chăng u đi ra về. Và giá na phí xá chê càn chí tá má hằng rù mí rầm má năng. Akakasang vinya panin girang sachang udiraye yayana fi saye kanchi tamahang rumi jamanang. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi là Bà La Môn. Dạ con xin xuống mít cái sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉ giúp ạ. Dạ con kính tri ân được đạo tràng đã lắng nghe. À,
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? À, cô tu nữ Phúc Hạnh có hai lỗi. À, đạo tràng có thấy rõ cô tu nữ Phúc Hạnh hai cái lỗi đó là gì không? Alo, ai thấy được cái lỗi của cô tu nữ Phúc Hạnh có hai lỗi? À, Na Phisache, một, đó là một. Còn cái chỗ nào nữa? Chỉ Na Phisache, nhưng mà cô tu nữ Phúc Hạnh đọc là dê. Na Phisache, chứ không phải Na Phisache. Đó là một lỗi, còn một lỗi nữa là chỗ nào? Khi mà phân tích. Alo. À, quý vị tặng hoa là khích lệ ha, là tán thán ha, nhưng mà phải là đúng. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị mà coi như tặng hoa rồi người ta đọc sai cũng tặng hoa thì đó là khổ đế. Đồng lõa. Chỗ nào đúng thì chúng ta tán thán, chúng ta tặng hoa xà thu. Còn chỗ nào sai thì mình phải thấy rõ chỗ sai đó để chỉnh sửa, và chúng ta nương nhau mà sống trong sự tu tập. Câu số 2, ghi rằng sách chân u đi ra về. Cái câu số 2 này cô tu nữ Phúc Hạnh sai chỗ nào? Alo. Thưa mời em Lô và bà con. Hả? Mình đọc, người ta họ tặng hoa, họ thấy đúng. Mình đọc, nếu có sai thì người ta sửa. Như vậy chúng ta nương nhau trong sự tu tập, khích lệ sẽ tấn cho nhau, học thầy không thầy học bạn. Nhưng mà tại sao mà chỉ tán thán vị nào cầm mic không được? Cầm mic nó bậy giờ cũng tán thán luôn à. Cầm mic là mất thời gian của đạo tràng cũng tán thán luôn à. Đâu được. Tán thán những cái chỗ nào người ta đúng. Còn sai á thì bây giờ mình phải chỉnh sửa. Không được, không có phải đổ lỗi cho ông thầy. Đừng có nói con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Hư đâu sửa đó. Chứ đừng có nói rằng mẹ nó, bà nó, rồi còn cha nó, ông nó thì sao? Hả? Sao mà thiên vị vậy? Cha, ông không có trách nhiệm hay sao? Còn có coi như cái để cho cái người mẹ, người bà lo dạy dỗ con nữa, đâu được. Bây giờ trong đạo tràng này, chúng tôi chỉ tặng bông cho ba người đầu tiên. Còn những vị khác thì quý vị phải theo dõi chứ. Bị trở ngại, bị lóc rồi hả? Lóc làm chi vậy? Nè, hôm nay sẽ Trần Phùng nè. Trần Phùng hay Trần Phụng nè. Không, lên đọc rất là trôi chảy nè. Chỉ có vấn đề phân tích thôi. Chưa quen. Nhưng mà sẽ Trần Phụng này rất là tiến bộ. Giọng đọc rất là chuẩn. Sĩ Khải cũng hay nữa, cũng phân tích này kia cũng hay. Rồi, nhưng mà bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh này, cái chữ này mà kêu nó là đoạn âm là khổ đế quá bà con ơi. Sĩ Phúc Hạnh nhớ hả, cái chữ sách chân, chữ sách là trường âm nhấn, chữ chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thế mà nói chữ sách là đoạn âm, vậy bà con nghĩ sao? Quý vị nghe lại trên Facebook đi, nghe lại đi. Sư Phụ Hạnh này ghi rằng sách chân u đi ra về, vậy mà chữ sách chân, chữ sách là đoạn âm, chữ chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Như vậy thì khổ đế rồi. Họ học ở đâu? Học ở đâu?
gọi là kỳ cục giới. À, chỉ sách mà gọi là đoạn âm thì sao mà là trường âm là đọc làm sao? Đó. Cho nên là sư cô của tụi nữ quốc hạnh coi là chỗ này ha, chắc là bị phân tâm. Không sao. À, con đang nhầm, đang nấu ăn, à, không thấy ai cầm mic nên mơ bồ hả? Thì bây giờ tham gia sinh hoạt như vậy là tốt rồi. Nhưng mà sai thì phải sửa, chỗ này bị phóng tâm. Chứ chữ sách là một trường âm, mà trường âm đó là trường âm nhấn ha. Chúng ta đọc là sách chân chứ không phải là xá ha. Nếu mà đọc xá nó là đoạn âm, còn chữ sách là trường âm nhấn ha. Rồi bây giờ mời quý vị tiếp tục ha, sớm mà còn thời gian. Rồi vị nào trung phong còn nhiều quá mà ngồi yên ở dưới hết trơn. Mời xin Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tư nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 408 à. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. A-cắt-cắt-sang-quinh-nhà-bá-ninh-ghi-răng-sách-chăng-ú-đi-ra-dê và gia na phi sa che can chi ta ma hằng bru mi pram ma năng a cắt ca sang win nhà ba ninh ki răng sách chẳng u đi ra về và gia na phi sa che can chi ta ma hằng bru mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Á là đoạn âm, cắt là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, win là trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. A cắt cắt sang quỳnh nhà ba ninh ghi răng sắc chẳng u đi ra dê. Và câu số 3 và câu số 4. Gia là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí, xá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và gia na phi sa che can chi ta ma hăng ru mi prom ma năng. Dạ, con xin đọc lại. A cắt cắt sang nhà ba ninh ghi răng sách chẳng u đi ra về và gia na phi sa che can chi ta ma hằng bru mi pram ma năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A cắt ca sang quỳnh nhà ba ninh ghi răng sách trắng u đi ra về gia gia na phi sa che can chi ta ma hăng bru mi pram ma năng. A cắt ca sang quỳnh nhà ba ninh ghi răng sách trắng u đi ra về ya ya na phi sa che can chi ta ma hăng bru mi pram ma năng. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con có sai xin nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời sit the man.
Alo. Dạ, con xin kính lễ sư, con xin kính lễ các cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 408. A-cát-cát-sang-vinh-nhà-ba-ninh-ghi-răng-sách-chăng-u-đi-ra-dê-ya-na-phi-sa-chê-cầm-chi-ta-ma-hàng-phù-mi-ram-ma-năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà La Môn. Câu 1 và câu 2. A cấp cát sằng quỳnh nhà ba nình ghi rằng sách chăng u đi ra dê. Á là đoạn âm, chữ cách là trường âm nhấn, chữ khá cá là đoạn âm, chữ sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vinh là trường âm nhấn, chữ nha là trường âm đọc theo là trường âm thông thường. Chữ bá là đoạn âm, chữ là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ gí là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ sách là trường âm nhấn, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ú là đoạn âm, chữ đi là trường âm thông thường, chữ rá là đoạn âm, chữ dê là trường âm thông thường. A cấp cát sằng quỳnh nhà ba nình ghi rằng sách chăng u đi ra dê. Câu 3 và câu 4. Dạ gia na phi sa chê cầm chi ta ma hằng phù mi ram ma năng. Chữ gia là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ phí là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ chê là trường âm thông thường, chữ cầm là trường âm nhấn, chữ chí là đoạn âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và gia na phi sa chê cầm chi ta ma hàng phù mi râm ma năng. Đọc lại nguyên bài. A cắt cá sẵn quỳnh nhà ba nình ghi rằng sắp chẳng u đi ra dê. Và na phà phi sa chê cầm chi ta ma hàng phù mi râm ma năng. A cắt cá sẵn quỳnh nhà ba nình ghi rằng sắp chẳng u đi ra dê. Và gia na phi sa chê cầm chi ta ma hàng phù mi râm ma năng. Dạ, con xin xuống mít xin sư và bạn trong lớp sửa bài cho con. Dạ. Dạ, con xin kính lễ sư Trí Đức, xin kính lễ sư Pháp Trang, xin kính lễ quý cô tu nữ, xin kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu Pháp Cú 408. A cát cá sằng vinh nhà ba nình ghi rằng sắc chẳng u đề ra dê. Và giá nà phi sa chê càn chi ta ma hằng rù mi pram ma năng. A cát cá sằng vinh nhà ba nình ghi rằng sắc chẳng u đề ra dê. Và giá nà phi sa chê càn chi ta ma hằng rù mi pram ma năng. Dạ, con xin được phân tích. Á, đoạn âm, cắt trường âm nhấn, cá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, viên trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bá đoạn ăn, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Dạ, câu 3, câu 4. Gia trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, phí đoạn âm, xá đoạn âm, chê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm,
tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. A ca ca sằng viên nhà ba niền ghi rằng sắc chẳng u đề ra về. Dạ giá nà phi sa chê càn chi ta má hằng ru mi brahm má năng. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính cảm ơn tất cả đồng đã hỗ trợ và giúp đỡ. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ sư, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào với quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 408. Akat ca sằng viền nhà ba nền ghi đằng sách chẳng u đi u đi đã về. Dạ na phi sa chê càn chi ta ma hằng rù mi đầm ma nằng. A cát ca sằng viền nhà ba nền ghi đằng sách chẳng u đi ra về. Dạ da na phi sa chê càn chi ta ma hằng rù mi đầm ma nằng. Con xin phân tích. Á là đoạn âm. Dạ. Dạ, con xin phân tích cái con xuống nghe, có khách kêu rồi. Á là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, cá là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vinh là trường âm nhấn, nhà là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gí là đoạn âm, giả đổi tí xíu, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, xá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ thôi con tới đây cho con xin được nha. Xuống mít đi con có khách. Dạ, dạ xin quý sư xin hậu trợ, coi chỗ nào sai sửa giúp con à. Con xin cảm ơn. Sa thu xịt hành kiểm quá giỏi, vừa bán vừa trả bài quá hay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư công đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Và lúc nãy Nhật Quỳnh thấy có bàn tay của Bình Phương. Và Bình Phương có thể cầm mít không cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ? Nam Mô Bụt Tha, dạ. Và Bình Phương có cầm mít không? Lúc nãy Nhật Quỳnh thấy hai lần đưa tay. Alo, Bình Phương có còn trước máy không? Có cầm mít không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ? Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn sinh viên chưa trả bài nữa nè, Quang Thanh nữa nè. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ còn vị nào chưa trả bài
và muốn trả bài thì đưa bàn tay của mình lên, hoặc không đưa tay được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ nhường mic ạ. Đang trực hả? Hoàn thành đang trực rồi, không sao. Dạ, Nhật Quỳnh mời cho đây. Nhiều khi quý vị muốn cầm mic mà Nhật Quỳnh giành mic mất tiêu. Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin giao cho Trước Nhất, con xin sám hối với Ngài Chí Đức. Thường con chạy đi chạy về nên con không có ngồi nghe kỹ, nên con không có tặng hoa, mà con chỉ tán thán vị nào cầm mic thôi. Con sai đúng thì con vẫn nghĩ là có Ngài ngồi đó, Ngài sẽ nghe, và vị nào sai thì Ngài sửa để cho đúng. Thành ra con coi như là không có bổn phận để nghe mà vị nào không thích hết. Dạ, ai thấy cầm mic là con thấy hay rồi, nên con xin sám hối với Ngài. Và từ giờ tới sau nói sám hối thì cũng không đúng, nhưng mà từ giờ tới sau cũng vậy thôi. Con không có quyền phê phán ai hết. Lý do con là học trò, con dẫn sai, đã con không có nhìn ai hết. Nhà Ngài có la con cũng chịu thôi, chấp nhận bị la, chấp nhận ăn cháo lương, nhưng mà vẫn không sửa. Dạ, này con phải thầm luôn. Rồi nên ai mà cầm mic là con vui lắm rồi. Dạ, con chỉ mời cầm mic thôi, con sai đúng thì có Ngài ngồi đó Ngài sửa. Con có sao con nói vậy. Dạ, Ngài có cho ăn cháo lương thì đành chịu thôi, ăn rồi tiếp tục làm tiếp chứ không có chữa. Dạ, bây giờ thì con xin, với lại nữa mà Nhật Quỳnh xin nói với anh, mình coi đâu mục tiêu rồi, tâm hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh thấy tâm hạnh bóp bài rất là tốt, nên mà nhiều khi Nhật Quỳnh thấy trong đạo tràng bị nào cầm mic mà chưa thấy cho tín hiệu thì Nhật Quỳnh chạy lại, Nhật Quỳnh thấy thì Nhật Quỳnh cho tín hiệu thôi. Còn tâm hạnh bóp bài thì tâm hạnh cứ việc bóp bài nha. Nhật Quỳnh nhiều khi thấy cho tín hiệu rồi tâm hạnh không có bóp bài tiếp, nhưng mà Nhật Quỳnh không có tiện nói. Sẵn dịp này thì dạ, Nhật Quỳnh chạy đi chạy về, tâm hạnh cứ giật mít bài đi. Dạ, có khi Nhật Quỳnh thấy có bị cầm mít mà chưa có thấy ai cho tín hiệu, thì bản thân Nhật Quỳnh gì cầm mít mà không thấy được tín hiệu thì cũng sợ mình cầm mít không ai nghe, nên là tâm hạnh cứ giật mít bài nha. Tâm hạnh mít bài tốt mà. Dạ, cứ giật mít bài đi. Dạ, không đừng thấy Nhật Quỳnh xuất hiện rồi ngưng nha. Dạ, bây giờ thì con xin được con xin được trả bài câu Phật của kinh số 408. Dạ, cảm ơn tịnh tâm. Akakasang vinnya phanin ghi rằng sạch chẳng u đi ra về và ra na thịt phi sa chê canh chi tâm ma hằng su mi râm ma năng akat ca sang huynh nha ba nền ghi rằng sạch chẳng ưu đề ra về và gia na phi sa chê canh chi tâm ma hằng su mi râm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á đoạn âm, các trường âm nhấn, cá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, huynh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, bá đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dí đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sách trường âm nhấn, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú đoạn âm, đi trường âm thông thường, rá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Akat ca sang huynh nhà pha niệm dí rằng sạch chẳng ưu đi ra về. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Gia trường âm thông thường, giá đoạn âm, na trường âm thông thường, phí xá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chí đoạn âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đang theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mỹ đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và gia na phi sa chê canh chi tâm ma hằng su mi râm ma năng akat ca sang vinh
Dạ con xin đọc lại. Akat ca sang vinh nhà pha niệm bi rằng sát chẳng ưu đề ra về và gia na phi sa chệ canh chi tâm ma hằng dù mi râm ma năng. Ấy nên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Con xin được kể ạ. À cát ca sang huỳnh nhà pha nên dĩ răng sách trăng ù đi ra về và cha na phi sa chê canh chi tạm ma hăng su mi sẵn ma năng. À cát ca sang huỳnh nhà pha nên dĩ răng sách trăng ù đi ra về và cha na phi sa chê canh chi tạm ma hăng su mi sam ma năng. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ còn vị nào chưa trả bài, nhật bình kính mời bằng tay ạ. Dạ nếu không, à Quynh An Trần chưa trả bài hả? Vậy mời Quynh An Trần nha. Nhật Quỳnh mời bằng tay Quynh An Trần, không thì Nhật Quỳnh khóa sổ đó. Dạ sao Nhật Quỳnh cứ hai lần rồi thấy Quynh Quynh An Trần nó bị lóc, lóc sao vẫn mất bài được, lóc sao nghe được. À, cái điều này là không phải rồi ạ. À. Nếu lóc mà, nếu mà bị lóc thì không mất bài được và cũng không nghe được đâu. Thành ra Quynh An Trần coi lại coi bị như thế nào chứ không phải bị lóc đâu nha. Lóc nó không có nghe được mà cũng không có bớt, không có viết chữ nào lên màn hình được hết mới gọi là lóc ạ. Dạ bây giờ đâu Quynh An Trần đưa tay cầm mic thử đi, nếu không đưa tay được cầm mic thử coi được không ạ. Dạ, vậy là bị sao rồi, không có bị lắp đâu. Dạ, có thể Quynh An Trần tắt máy trở lại hay làm gì đó chứ còn không phải bị lắp. Dạ, cảm ơn Bình Phương. Dạ, lúc nãy Nhật Bình thấy bàn tay của Bình Phương rồi bỏ xuống. Dạ, Bình Phương có thể cầm mic không cho Nhật Bình một tín hiệu à? Dạ, nếu cầm mic thì Nhật Bình kính mời. Dạ, qua ông Thần. Vừa vào đạo tràng. Dạ. Ồ vậy ha. Dạ bởi vì coi lại máy đi, không phải bị lóc. Đằng khung mà không nghe được là tại tại vì là đường nét ở Việt Nam có vấn đề, như lúc ở Roma không có tha thăm má nó, sư Pháp Tân chạy mấy ngày luôn cũng không có nghe được, cứ nghe rắc rẹt rẹt không. Ra thấy sư chắc lên là không có nghe được, chắc là do cái mạng nó bị yếu nha. Và con thấy có ba ông thần vào đạo tràng. Và con kính bạch ngài, bây giờ đã đến giờ để ngài giảng từ dựng chưa? Và hay là con mời ba ông thần lên mà đọc bài Pháp Cú Kinh Sổ 408. Xin ngài cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thà gia. Rồi vậy là ba ông thần ơi đưa bàn tay xinh đẹp. Ô còn thấy bàn tay ngài rồi. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thà gia. Nam mô Tham Ma gia. Nam mô Sang Kha gia. Không riêng gì ở Việt Nam mà ở Mỹ hay là nói chung
trên thế giới chúng ta đều bị cái nạn COVID, hay là nói chung là mất dịch. Vì cái vấn đề mất dịch thì cho nên ảnh hưởng đến cái đường truyền của chúng ta. Quý vị cũng thông cảm. Chứ ở đây thì không có ai lóc, cũng không có ai coi như làm khó dễ quý vị. Mà quý vị đến với đạo tràng là chúng tôi vui rồi. Và tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. Mặc dù đường bận rộn, đường đọc, người ta kêu cà phê, nhưng mà cố gắng đọc cho xong rồi đi pha cà phê cho khách uống. Đó cũng là một cái tinh thần mà chúng tôi thấy rất là cao. Thời gian của chúng ta có hạn, cho nên bây giờ chúng ta sẽ đi vào tư vấn. Xong cái phần tư vấn duyên sự thì sẽ mời Sít ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo coi như có ý kiến về câu Phật ngôn này ha. Câu đầu tiên chúng ta đọc được thì phải hiểu được ý nghĩa của những cái chữ này. Akakasang winya panin. Câu đầu tiên có hai từ akakasang. Cái chữ này chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Kakasang do cái từ kakasa. Kakasa có nghĩa là lỗ mãn, thô lỗ, tục tằn. Đây là một danh từ nữ tính ha. Akaranta ithilinga. Và các cá xá này được chia theo đối cách số ít đu tỷ a quỷ phát tí e cao quá trần a. Cho nên các cá xá biến thành các cá sẵn. Có chữ a phía trước. A các cá sẵn có nghĩa là không lỗ mãn, không thô lỗ, không cọc cằn. Chữ thứ hai, winya ba ninh. Các cát xa lỗ mãn cọc cằn, không lỗ mãn. Đúng rồi. Chữ winya ba ninh. Chữ winya ba ninh do cái từ winya ba na. Winya ba na, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước cái căn ngữ nha. Tiếp đầu ngữ quý có nghĩa là chi tiết, rõ ràng. Và căn ngữ nha có nghĩa là biết, hiểu. Và winyapana nó là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít đô trì giao quỷ phát hệ cấu quá trình á. Cho nên Winyapana biến thành Winyapanin. Winyapanin là người làm hiểu rõ, hay là người dạy dỗ. Người dạy dỗ hay là cái người làm cho hiểu rõ. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Chữ căn ngữ nha, còn chữ bá ná là coi như là cái xảo thôi, nó bổ sung thôi. Câu số 2, ghi rằng sách chăn u đi ra về. Câu số 2 có 3 từ. Ghi rằng là 1, sách chăn là 2, u đi ra về là 3. Chữ ghi rằng do cái từ ghi ra. Ghi ra là một danh từ nữ tính. Akaranta-ithilinga. Và ghi ra ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quyền phát tích e cấu quá trình á. Cho nên chữ ghi ra biến thành ghi rằng. Ghi rằng là lời nói. Rồi, từ thứ hai là sách chăn. Sách chăn do cái từ sách giá. Đây là một tỉnh từ, có nghĩa là đúng đắn, chân thật. Sách chăn, chúng ta có sách
cha ba la mi sát cha u ba ba la mi sát cha la mắt tha ba la mi. Một trong mười pháp độ ha là sự chân thật. Rồi từ thứ ba, U đi ra về, chúng ta thấy à tiếp tục. No battery, please charge. Biết rồi. Là quả. Chữ u đi ra về, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ út. À, ở phía trước có nghĩa là trên. Rồi căn ngữ y là di chuyển. À, đây là một cái động từ số ít ha, u đi ra về. À, nên làm cho thốt ra, nên làm cho nói ra. U đi ra về. Vậy thì hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. A-cắt-ca-sang-quỳnh-nhà-pá-đình-ghi-răng-sách-chăng-ú-đì-ra-dê. Người nói lên lời chân thật, không lỗ mãn, làm cho hiểu rõ. À, ý nghĩa câu 1 và câu 2 ha. Người nói lên lời chân thật, không lỗ mãn, làm cho hiểu rõ. Rồi, bây giờ câu số 3 và câu số 4. Và giác na phí sát chê cành chí. Và giác na phí sát chê cành chí. Chữ gia giá do đại từ gia, đây là một cái đại từ quan hệ về nữ tính ha. Nhưng mà chữ giá này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là ta di gia vì phát tí e cao và trần á. Cho nên chữ gia giá tức là do điều ấy. Dạ, dạ, do điều ấy. Theo na phí sạch chê. Na phí sạch chê do hai từ na cộng a phí sạch chê. Na có nghĩa là không. A phí sạch chê, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ a phí có nghĩa là bên trên, cao. Và chữ sát chê do căn ngữ sắc có nghĩa là treo. Vậy thì cái động từ số ít này cho chúng ta ý nghĩa có thể làm cho mất lòng, có thể làm cho mất lòng. Nhưng mà có chữ ná ở phía trước à, tức là không làm mất lòng. Không làm mất lòng. Rồi, cái chữ cuối cùng, canh chi. Canh chi, đây là một đại từ nam tính. À, có chỗ người ta viết là kinh chi, có chỗ là canh chi. Chữ kinh và chữ canh này, nó đều có một cái ý nghĩa giống nhau, là bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì. Và câu số 3 này ý nghĩa làm sao đây? Do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai. Do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai. Dạ dạ phí sát chê cần chi. Và tâm mà hằng phù miết rầm mạch năng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu cuối bộ khỏe quá ha.
Câu ngôn 408 cho chúng ta ý nghĩa: người nói lên lời chân thật, không lộ mãn, làm cho hiểu rõ, do điều ấy không làm mất lòng bất cứ ai, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Người nói lên lời chân thật, không lộ mãn, làm cho hiểu rõ, do điều ấy không làm bất lòng bất cứ ai, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật, hòa hài ôn nhu, nói lời thân thiết và thâm thiết bi từ, Bà La Môn ấy đúng như danh người. Nói lời chẳng mất lòng ai, dựng xây chân thật, hòa hài ôn nhu, nói lời thâm thiết bi từ, Bà La Môn là vậy, đúng như danh người. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn với cái thể ngũ ngôn: nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Như vậy trong phần ý nghĩa từ vựng, quý vị có ý kiến gì không? Alo, xin kèm, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Trước hết con cảm ơn sư trước đã. Sư, cái bài này con không có hỏi gì những cái chữ nghĩa của trong này nhiều lắm. Chẳng hạn như cái danh từ mà Napisache đó, thì sư nói là động từ. Có phải là nó là động từ động từ mà tha động từ không sư? Tha động từ tiếng Pali nó gọi là Sakkamakiriya đó. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, khi mà sư nói cái chữ gia giá đó, nó thuộc loại là Tatiya Vipati Ekawajana. Nó là, sư nói, nó là cách thứ ba. Sư nói nó là sở dụng cách. Nhưng con thắc mắc cái chữ sở, chữ sở sao con học lúc trước, trước khi mà con đi nước Việt Nam á, thì chữ sở theo danh từ Hán Việt có nghĩa là sở trường hay là sở hữu, nghĩa là sở hữu tư. Nhưng mà sư tịnh sự hay nói sở hữu tư là cái quyền sở hữu, cái thuộc về cái đó. Mà cái này mà sư nói sở dụng cách, tức là theo con nghĩ là sử dụng cách đúng hơn. Sử dụng là cái cách sử dụng, cái cách làm, cái cách điều khiển, cách dùng cái đó. Chứ mà sử dụng cách, con nghe nó lạ làm sao ấy sư hả? Con nghĩ là sử dụng cách thì nó đúng hơn. Tại vì nó là cái phương tiện, trong thanh nó nói là cái phương tiện để mà làm, để cách mà dùng nó. Thì con không biết cái con hiểu như vậy có đúng không. Con thấy chữ sử dụng cách nghe nó kỳ kỳ. Con nghĩ rằng đó, sử dụng cách nó có thể nó chính xác hơn. Theo con hỏi vậy đó. Vậy con biết cái danh từ sau sau mà không mà bị giải phóng đó, thì nó có hơi khác biệt, nó cứng với danh từ nghe rất là quái đản đó sư. Con xin hỏi sư và xin cho ý kiến. Và con cảm ơn sư lần nữa. Và con xin cho máy lại ạ. Alo, 123, 123. Biến cách của những danh từ nam tính ha, thì nó có tất cả là 8 cách. Cách thứ nhất á, là cái gì? Cách thứ nhất á, là cái Pathama. Pathama người ta gọi là chủ cách ha. Thứ hai, Dutiya gọi là đối cách. Cái thứ ba là sử dụng cách. Cái thứ tư, Chatuthi là chỉ định cách. Cái thứ năm là xuất xứ cách, Panchami. Thứ sáu là sở thuộc cách, Chatthi. Thứ bảy là định sở cách, Satami. Và thứ tám, hô cách, Alapana. Thì ở đây, sở dụng cách và sở thuộc cách thì hai cái này cùng là sở hết á. Thì sở thuộc cách hay là người ta gọi là sở hữu cách cũng mà sử dụng cách hay là sở dụng cách thì tùy theo chúng ta trên cái từ gọi là chế định.
người thì thích cái từ này, người thích từ kia, nhưng mà cái dụng của nó, ta tỳ gia là ta tỳ gia, còn chát thi là chát thi, cho nên nó đi theo cái câu văn của nó. Mà chúng ta hiểu trên cái ý nghĩa thì nó có một cái sự sai biệt, nhưng mà cái dụng của nó chỉ có một mà thôi. Chỉ có tám cách chia, và trong tám cách chia đó thì chúng ta y cứ vào đó để câu văn cho nó suôn sẻ. Nếu mà bàn về cái này thì rắc rối, không đủ thời gian, vì chúng ta còn duyên sự. Thì khi nào rảnh rỗi một chút đi, nói nhiều hơn ha. Còn bây giờ mình nói nhiều thì coi như nó sẽ không đủ thời gian để chúng ta hiểu về duyên sự, tại sao cái câu Phật ngôn này mà có những cái lời thô lỗ tục tằn ở trong này. Mà chúng ta là ám chỉ về những vị thánh, nó khổ vậy. Cho nên cái câu Phật ngôn này, chúng ta đừng có thấy như vậy, đừng có nghe như vậy mà nói rằng ồ, một vị thánh tăng mà tại sao có hành vi gọi là thô tháo, thô lỗ tục tằn ha. Đây cái duyên sự quý vị nghe ha, quê dấu ha. Cái này cũng ám chỉ về cô nè, nghe đi rồi hiểu. Câu Phật ngôn 408 được Đức Phật nói lên tại Trúc Lâm Tịnh Xá quê Luwana, đề cập đến một cái vị trưởng lão Vilindavacca. Vị trưởng lão Vilindavacca thường thốt lên những cái lời thô lỗ tục tằn, mặc dù ngài là một vị thánh tăng vô lậu. Lý do những câu nói mà ngài thường thốt ra, này kẻ đê tiện kia, này của người đê tiện nọ, hãy đi đi, hãy đến đây. Thì cái vị trưởng lão Vilindavacca này hay lặp đi lặp lại như vậy đối với vị tăng, đối với những người tại gia cư sĩ bằng những cái danh từ như vậy. Này người đê tiện, này kẻ đê tiện. Thì khi mà nghe như vậy, các vị tỳ kheo cảm thấy bất bình, mới đem cái vấn đề này trình lên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hiền giả Vilindavacca thường gọi chư tỳ kheo bằng danh từ người đê tiện, kẻ đê tiện. Đức Phật mới cho gọi trưởng lão Vilindavacca đến phán hỏi: này Vilindavacca, được nghe rằng ngươi gọi các vị tỳ kheo bằng những cái danh từ người đê tiện, kẻ đê tiện, có thật như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn: dạ đúng vậy. Đức Phật mới quán xét về cái quá khứ của vị trưởng lão Vilindavacca, và khi thấy ra sự thật, ngài mới dạy với các vị tỳ kheo khác như thế này: này các tỳ kheo, các ngươi chớ nên buồn phiền tỳ kheo Vilindavacca, vì ấy không có ác ý khi gọi các ngươi bằng những cái danh từ người đê tiện, kẻ đê tiện đó đâu. Này chư tỳ kheo, đó là tiền thiên tật của vị tỳ kheo này, vì trong thời quá khứ tỳ kheo Vilindavacca đã thọ sanh trong một cái gia tộc trưởng giả suốt 500 kiếp liên tục, cho nên y thường gọi từ đó đối với những người tùy tùng, những kẻ nô bộc trong nhiều kiếp như vậy. Và nay thì nó trở thành một cái thói quen, dù là một bậc thánh vô lậu, không nên nói những lời thô bỉ chướng tai để xúc phạm với người khác, nhưng mà đây là con của Như Lai, và những cái lời nói đó chính là những tiền thiên tật. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 408 này. Trong câu Phật ngôn 408: Akakasang Vinya Panin Kirang Satchang Udi Raye Yajana Phisache Kanchitamahang Kru Mikram Mahang
nói lấy lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi bà là một. À, quý vị thấy rằng, lời nói của vị tỳ khưu, vị thánh tăng, như linh đã quách giá. Nhưng mà ở đây lại câu Phật con này nói lên ngược lại, hãy nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Tức là cái tâm ý của vị này vì cái tiền thiên tập nói lên những lời như vậy, nhưng mà thật tâm của ngài không phải là khi dễ người khác, không phải là coi thường người khác. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy riết anh thành đã có thói quen. Một cái tiền thiên tập giống như ngài Xá Lợi Phất trong năm trăm kiếp là khỉ, cho nên khi ngài đi qua vũng nước là ngài phải nhảy. Khi mà chúng ta nhìn cái hành động thô tháo, một vị tướng quân chánh pháp, một cái vị mà có thể thay thế Đức Phật để chuyển xoay cái pháp bảo, thế mà sao mà cái hành động của ngài oai nghi tế hành, chẳng có một tí gì hết, đi qua quãng nước nhảy lên giống như con khỉ vậy. Nhưng mà chúng ta hủy bán, xin lỗi giải tạ một vị thánh tăng. Mà khi chúng ta hủy bán thì con đường tiến hóa của chúng ta không được thông suốt. Cũng giống như ngài Bí Linh Đã Quách Giá, ngài nói lên những cái lời thô tục lỗ mãng, nhưng mà cái tâm của ngài không dính mắc vô đó, ngài coi như không còn sở hữu trong tương lai. Cho nên ngài đã gánh nặng đã đặt xuống rồi. Nhưng mà những cái giọng lời nói của ngài, lời nói con nhiều khi cũng giống vậy. Trời ơi, còn mình còn thàm mà. Từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn lâm nạn, huống chi tụi mình. Những cái ác nghiệp quá khứ, khi mà thân ngũ uẩn còn thì phải chấp nhận cái nghiệp nó trả quả. Như là một Kiền Liên bị bầm nát lên như tương vậy đó. Nghe sợ quá, Sĩ Quan Thành bỏ chạy rồi. Như vậy thì ở đây qua cái dân sự này, ngài Phi Linh Đa Quách Giá đại đức thường kêu sách mé người: ê, đồ khốn nạn, lại đi chơi. Chi tăng bất mãn thưa lên Phật: Phật bảo tiền thiên tập đó thôi, La Hán không hề giận ghét ai, ôn hòa lợi ích chẳng đương sai, không lời thô ác vì sân hận, ta gọi Bà La Môn đức tài. Vậy thì với câu Phật ngôn này, chúng ta thấy chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng cái lỗ tai, nhưng mà chưa chắc, chưa chắc. Cái này chê tánh là hằng phí cầu quê cầm mong của đà thân nè, khẩu chưa chắc chắn, cái ý mới là quan trọng. Cho nên cái ở đây với câu Phật ngôn này, đừng nghe qua lời nói, đừng thấy trên hành động, mà cái tâm ý của vị đó, Yoniso Manasika đó, chúng ta phải nhận biết bằng cái tâm. Lời nói thì tố tục, nhưng mà cái tâm sao? Người ta nói sao? Cái câu nói mà coi như miệng niệm Nam Mô và trong bụng một bồ dâu găm. Thì quý vị thấy thân và khẩu nó không có tương xứng với cái tâm của họ. Nhiều khi á, cha mày đánh con đâu phải ghét mà đánh, thương con mới đánh. Nhưng mà trên hành động mà khi mà đánh người con như vậy, chúng ta nhìn thấy cha mẹ gì đâu mà sân hận, đánh con đau khóc quá trời quá đất như vậy. Như vậy thì chứng tỏ không có từ bi không có thương không. Người ta nói thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Cho nên khi mà chúng ta muốn cho người con á, cha mẹ muốn cho người con tốt á, thì phải có những hành động răng đe như vậy. Nhưng mà với những hành động đó, người ngoài họ nhìn vô họ không hiểu. Họ nói cha mẹ ác, nhưng là con cái hành hạ con cái, làm như vậy là coi như không tôn trọng nhân phẩm của nó.
à, nghĩ như vậy là sai. Mà cái cách huấn luyện thì một là cứng rắn, hai là ôn hòa, cách thứ ba vừa ôn hòa vừa cứng rắn, và cách thứ tư ôn hòa cứng rắn mà không áp dụng được nữa thì giết nó đi. Đó là cách dạy ngựa của Đức Phật. Mà đó cũng là cái cách mà để huấn luyện cho những người đệ tử. Khi ôn hòa không nghe thì nên cứng rắn, khi cứng rắn không nghe thì nên ôn hòa. Và phối hợp cả hai như vậy để trở thành người hữu dụng. Nhưng mà nếu không trở thành người hữu dụng thì Đức Phật bảo giết đi. Mà giết là hình thức của Phạm Đàm, có nghĩa là đã áp dụng trong thời kỳ của Đức Phật. Đó là chanh na sa nạc. Sa nạc ý lại nơi Đức Phật, nghĩ rằng à, nhờ mình có công à, đưa Đức Bồ Tát đi tu mà bây giờ trở thành Phật à, thì như vậy à, Đức Phật quá này à, Đức Phật à, hiện tại đây nhờ có công của ta à, cho nên à, coi như đồ chúng cũng như huynh đệ chư tăng phải tâm lễ ta. Vì cống cao ngã mạn như vậy à, vì cống cao ngã mạn như vậy cho nên à, cứng rắn cũng được mà ôn hòa cũng được. Chư tăng khuyên bảo Đức Phật cũng không nói năng gì hết á à, nói à, Đức Phật à, nói với ngài Ananda đà à, hãy phạm đà, tức là hãy giết sa nạc đi, giết bằng hình thức là coi như là không thân, không nói chuyện, không tiếp xúc, không gần gũi à, có nghĩa là giống như một thầy ma biết đi vậy thôi, không đừng có ai tới gần. Mà khi Đức Phật nhập diệt rồi thì còn ai để mà nương nhờ, còn ai để mà nương tựa, còn ai là bóng mát à, không có nơi nương tựa, không có bóng mát, không có chỗ nương nhờ, thì bây giờ mình phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. À, Phạm Đàn là một hình thức à, không giao tiếp, không nói chuyện, cũng giống như người Phật tử à, đối với chư tăng nếu mà úp bát à, không để bát, không mời ngồi, không giao tiếp thì cũng đó là một cái hình thức Phạm Đàn. Nhưng mà đối với người cư sĩ là khi hữu sự như chư tăng ở thành Kosambi à, thì như vậy thì có kết quả à, với câu Phật ngôn này. Thì trở lại vấn đề ha, là cái vị tỳ kheo đó Pi Liên Đa Quê Cha vì tiền tật à, chính cái tiền thân tật này người ta mới hiểu lầm. Nhưng mà may có Đức Phật, nếu không có Đức Phật thì đối với một vị thánh tăng mà chúng ta xúc phạm, chúng ta coi thường, chúng ta khi dễ, chúng ta hủy báng, thì chắc chắn con đường tiến hóa của chúng ta, con đường đi lên của chúng ta không thể coi như là sáng lạng được. Hai phút rồi, mời sĩ công địa ông thần tài ông táo có ý kiến gì về câu Phật ngôn này. Alo alo, xin mời hai phút ha, chứ nói hết một mình không được, phải để cho ba ông thần này có ý kiến chứ. À, xin mời. Hello, hello. Mọi người nghe con không ạ? Hello, trước hết con kính tịnh lễ sư ông chú Đức cùng quý sư ông đang hiện diện trong room. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý cô chào quý cô chú và anh chị. Xin ông à, con đâu có dám có ý kiến gì xin ông. Con xin đọc cái bài xong rồi họa chăng con có cái ý gì hay không, mà ý con toàn là ý đời không mà. Con mà con kề rồi là hết hai phút rồi, con khỏi phải nói gì hết trơn luôn.
Trước hết con xin đọc lại cái bài này, nó xin đọc những cái lời dịch mà con rất là thích. Con cho cô cho con bài nha, con nói bằng phone ạ. Con xin cảm ơn sư ông. Akakasang vinya panin visan satchang uti raye ya yana fisace căn chi tâm ma hằng bù mít tâm ma năng. Và con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước con xin đọc từ giọng Huế ạ. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chứng thực, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. Và sau đây dụng vẫn non cái lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, dụng vẫn non của con rất là dễ thương. Muốn lên lời ông hòa, lợi ích và chân thật, không mất làng một ơ, toa gụa Bò Loa Mông. Đó là dụng vẫn non. Và con theo con nghĩ đó thì con thấy cái sư ông và các cô chú nghe trong hai cái dục độc đó, nó có cái gì khác nhau hay không? Con nghĩ rằng nhá, ví dụ như những người ở một quê hương mà chung của con á, mà khi họ nghe cái dục độc của Nam á, là họ cảm thấy mình là một người nhà quê dữ lắm. Rồi khi mà người Huế mà nghe cái giọng người của Nam á, cũng nó chê giọng nhà quê, không? Người Nam đó mà người ta nghe cái giọng của Nam mà người ta không hiểu gì hết. Muốn lấy lời ông hòa, lợi ích là chân thật, không mất làng một to lụa Bò Loa Môn. Thì đó không hiểu hết giọng đọc. Một là giọng đọc của Nam. Nói lên núa là không có nói. Núa lên lời chân thật. Cho nên trong hai cái giọng đọc đó, nó đã có những cái suy tư khác nhau tùy theo mỗi người nghe rồi. Cái đó chỉ là cái giọng đọc thôi, huống chi là mình nghĩ tới những cái lời nói, những cái lời nói mà ôn hòa, những cái lời khen chê nó có lợi ích đó. Thì giống như trong cái bài kinh đó, thì con nghĩ là ví dụ như khi sư ông chẳng hạn, khi sư ông muốn nâng đỡ hay là muốn cổ vũ hay là support các cô với các chú khi mới vào dung học đó, là sư ông luôn luôn nói những cái lời khen, nói những cái lời động viên, là những cái lời nói đó là những cái lời nó có ích. Nhưng mà cũng có những lời nói khen một cách rộng tét, hay là một cái lời khen nó không có lợi ích gì hết thì nó cũng là không có hay lắm. Nhưng mà con thấy hết giờ rồi đó. Còn chỉ là muốn là chỉ nó sơ sơ cái ý đó thôi. Riêng bản thân con đó thì con lớn lên trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên con luôn luôn muốn tự tin vào bản thân mình và mình luôn luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân của mình. Chứ con nó thì không bao giờ con tìm kiếm cái giá trị ảo của những cái lời khen của những người khác, hay là qua những cái lời tán thưởng mà đầu môi chót lưỡi ở bên ngoài. Thực sự ra là trong mỗi con người, trong đời sống của chúng ta, nhất là bản thân con có còn rất nhiều khuyết điểm và những tật xấu, nhưng con luôn luôn cố gắng hoàn thiện. Và con luôn luôn mong rằng mình có đủ kiến thức để mình hiểu được những lời khen, tán thưởng chân thật nâng đỡ mình, hoặc là những cái lời mà đầu mồi chót lưỡi không cần thiết, là mình phải nhận định được điều đó. Là con xin con hết ý là không thích giờ rồi. Đó là cái ý của con. Dạ, giọng Bắc thì con không thể nào đọc qua cô Nhung rồi. Cô Nhung với lại một cái cô có Thiên Vũ hay là Thiện Vũ là cái giọng Bắc dễ thương lắm mà con không có thể học được. Nhưng mà con, tại vì con sinh ra ở Quảng Nam và con lớn lên ở Huế, ở trạm mồ côi ở Huế, cho nên hai cái giọng đó con có thể đọc được. Và giọng bình thường của con là giọng Việt Nam, nghĩa là không Nam, không Bắc, không Trung, không Nam. Mọi người không đoán ra được con giọng gì. Đó là cái giọng bình thường. Nhưng mà còn giọng Quảng Nam là cái giọng mà mỗi lần con ai nghe ai nói về cái giọng Quảng Nam, và tự nhiên con cứ nhớ về quê hương, con luôn luôn xao xuyến cảm động. Dạ, con nghe xong rồi, con cũng thỉnh siêu ông ạ.
đó là cái ý kiến mà chắc là đời của con, những cái từ ngữ mà về Phật pháp thì con sẽ không bằng các cô chú ở trong này. Dạ, con xin kính cảm ơn sư ông và con kính cảm ơn tất cả mọi người đã nghe. Dạ, con xin mời. Xa thú chứ không để âm thần tài ông táo à, rất là hay. Mình chỉ cách có một cái đèo Hải Vân thôi mà Quảng Nam và Huế có một sự cách biệt ha. Cái giọng nói nó khác nhau, đem cái giọng nói lên để phân tích câu Phật ngôn này, nói bằng cái giọng gì là cái giọng nói của chính mình, chứ không phải là cái giọng nói của Quảng Nam hay là của Huế. Học trò trong quán ra thi thấy cô gái Huế bước đi không đành, rồi đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm rượu bồ đào, chưa nhắm mặt sai. Thì mỗi cái đều có cái hay cái đẹp, nhưng mà trong cái hay cái đẹp, cái dụng ở đây thế nào? Ngài Pilindawacha, cái giọng nói của Ngài thì thô thiển, nhưng mà cái dụng của Ngài, Ngài có cái tâm ác đối với người ta hay không? Chẳng qua đây dùng cái từ gọi là thiền thiên tập, tức là anh thành ra một cái thói quen, một cái sự huân tập. Đừng có nói ai xa, trong đạo tràng này, thiền thiên tập của Sĩ Kim này, quý vị thấy đi thẳng vào nội dung đi, không ba hoa chút chòe nè ha, rồi léo láo ha, rồi tùm lum tà la ha, rồi khi đó mới vô nội dung. Cái đó là một cái tập, nó là cái tập là mất thời gian của đạo tràng. Nếu mà cây lên mà tụng kinh lễ bái tam bảo chắc là một tiếng đồng hồ quá, ai chịu nổi. 30 phút là 30 phút nè, mình lên còn để cho người khác nữa có thời gian, chứ bây giờ mình lên mình chiếm hết thời gian của người ta thì người ta buồn chứ. Cái gì cũng phải vô khuôn khổ chứ, còn lên mình nói nhiều quá còn khoe nữa, mình mỏ nhọn vật ông ơi, ai chịu nổi hả? Nói cho đã rồi đó, tôi nè mỏ nhọn nè, sợ chưa? Cái gì vậy, sao chạy nọc với con vậy? Rồi không nói cho biết để rồi mình phải thu thúc chứ. Ở đâu thì tôi theo đó. Sĩ công địa ông thần tài đem cái giọng nói ra để phân tích về câu Phật ngôn này, nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai. Tâm của Ngài nói ra chẳng qua là cái thói quen suốt 500 kiếp. Cho nên cái lời nói các bạn thô lỗ, nhưng mà cái tâm của Ngài, Đức Phật Ngài biết đây là một vị A-la-hán, Ngài biết đây là con của Như Lai, Ngài biết đây là một vị Bà-la-môn, gánh nặng đã đặt xuống. Còn chúng ta thôi, gặp Ngài cái kiểu này chắc là phải đi xuống địa ngục. Bởi vì thấy Ngài nói như vậy thì cái tư cách của Ngài là một vị thánh tăng, thì chắc chắn rằng nếu thời buổi bây giờ Ngài là một vị thánh thì Ngài sẽ xa lánh hồng trần, sống những cái chỗ nhàn cư độc tịnh để thế gian không có tạo nghiệp ác. Thời kỳ Đức Phật thì Ngài sát dứng, còn bây giờ thì các vị có tài mà cảm thấy rằng có một cái hạnh tu tốt thì các Ngài không nằm trong cái room này đâu, mà Ngài các Ngài ở trong rừng, trong núi, hữu duyên thì gặp, mà vô duyên thì chúng ta coi như có 4 cái lâu đài ha, ở địa ngục nào quỷ súc sanh và A-tu-la chờ chúng ta ở dưới đó. Như vậy là lỗ gần 10 phút rồi ha. Xin lỗi đạo tràng ha. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin mời lực vô biên chi bằng giác độc giác và kinh văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và những nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na san cha wa che na so ki wo po tu sa pa tha. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Không Nghiệp kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Chỉ rằng ra càng từ xa xa.